cô thăm con bác năm ở xa mời về đang người sinh sao sáng qua trông bất ngờ đám trai làng ta mỗi ngày nắng ngày dây nhánh tiền mỗi ngày nắng tung tăng thắp nhiều mà giờ đây cô thăm sinh nhìn nàng tiên cô thăm trong đám hoa cấm hoa chàng già thế mà hôm nay cô thăm không khác chi các cô làng ta nón bài thơ trong cánh tà áo bà ba duyên quê ấy mà cùng chị em chân dép cô đi chờ xa mời về đang người sinh sao sáng qua trông bất ngờ đám trai làng ta mỗi ngày nắng nhay dây nhánh tiền mỗi ngày nắng tung tăng thắp miền mà giờ đây cô thắm sinh tiền nàng tiên mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình mày cong môi thắm nhung lông quanh mình tay đi xoay chân tay tay nhìn cô liễu buông mạnh bà con cô bác ai mấy khen thầm ước mong cô gái ngoan nhà mình gần gần bà con.